giống sâu này nó bự. Con sâu này chứ là con. Trời ơi, một con sâu. Con sâu nó nằm trên cái cây là quá đự luôn. Đâu vậy trời. Trời ơi là trời, con sâu to chứ. Quá to luôn. Kéo to bằng kéo luôn á. Nó dài tới 10 phân luôn. Ghê quá. Cắt nó định cho cá ăn mà con này to quá không cho cá ăn được, cắt nó. Sâu quá to. Hèn chi bà, hèn chi con kêu là buổi sáng là nó ỉa ở đây này đó, con kêu là thấy rồi. Con tưởng là con thằn lằn hay là con chuột thì nó ỉa chứ hóa ra con sâu thì nó ỉa đấy bà. Thì đó bây giờ vậy? Cắt râu nó đi cho chết đi. Thôi, chịu sao nhiều. Trời, cái thằng sợ vậy. Ôi sâu. Con sâu này không có hai con mắt, con sâu kia thì nó có hai con mắt. To bằng cái kéo luôn đó. Dài 10 cm. Quá gì. Tao thấy bình thường mà mày rên không là thấy gì. Đây là con sâu con để cho cá ăn. Giống một cái. Đây này, đây ổ đi. Biết rồi. Quỳnh dở lên cái mẹ hôn vậy nè. Con sâu gì đây? Con sâu chà bá. Ngoài mình chơi này, ngày mình chơi kia ha. Thì xả là lần mũi rồi sợ chứ sâu không bà? Đâu em cắt cắt thì nó hơn, nó bay hết. Vậy thì sâu con. Sâu to cho bà. Con này dài 5 phân. Cắt luôn là cái đọt cái ấy nó không cái cây này cắt đi nè, cái con sâu đó chừng đêm tới sáng nó bự bằng con nãy ghê mà nó ăn lẹ lắm, nó ỉa mà kích chuột như vậy bên này.
đọt nó rất là bóng. Cắt đọt thì nó mới ra được, nó ra được cái. Nó ra chín. Kia kìa. Kia kìa. Đấy hả? Con sầu đó. Đâu? Trong cái đó kìa. Được mấy con. Cái lá nó úp lại đó. Đấy hả? Hai cái lá luôn. Được mấy con. Được. Nhiều, mấy con nhỏ nhiều lắm bạn. Hai con bự rồi. À, chưa bán không ạ? Xào lên. Trời ơi. Bỏ con cá ăn không? Bà ngoại nuôi kêu là con này mang đi chiên, không phải que. Con này chiên không phải que rất ngon. Ghê quá. Em cắt thì em phải bỏ ra ngoài chứ em cắt rất là đều, nó bỏ lại như không.